Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBF. Chúng ta có rất nhiều câu chuyện mà rất đáng lưu ý và rất hay hôm nay. Các cái big tech lâu nay là Twitter, là Facebook, họ tưởng rằng họ độc quyền về vấn đề Internet, về vấn đề các cái trang mạng xã hội, không ai có thể qua mặt. Cho nên khi gặp đối thủ là Donald Trump, họ tiêu diệt. Khi mà họ nghe lời của Đảng Cộng sản Tàu là phải kiểm soát xã hội Mỹ, họ thất bại. Và họ bị dân chúng Mỹ phản đối. Cuối cùng, họ mất hàng trăm tỷ đô la. Và bây giờ lại thêm một cái phát súng bồi của ông Tesla. Kể từ nay, công ty Tesla do ông Elon Musk làm tổng giám đốc có một cái mạng xã hội riêng, tự do, công bằng và không thiên vị. Cho nên giờ đây, cái độc quyền về vấn đề tù chính nhắn số 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ là người dân Hoa Kỳ có quyền tự do nói theo sở thích, theo cái cá nhân và không bị gó buộc và bị kiểm soát bởi bất cứ một chính quyền, một tổ chức hay là một mạng an ninh nào. Đó là engage.tesla.com. Quý vị có quyền vào cái chương mục của engage.tesla.com. Theo thông cáo của công ty thì mạng xã hội này là nơi để công ty và những người hâm mộ thực hiện các hành động nhân danh Tesla và phong trào về năng lượng sạch. Với tên gọi là Tesla Engagement Platform, có nghĩa là một cái võ đài, một cái khán đài, một cái mạng an ninh của thế giới mà do Tesla để mà kêu gọi mọi người tham gia. Mạng xã hội này có cả tính năng thông tin cho người dùng về cách giúp cho công ty bán hàng và đưa dịch vụ trực tiếp tới người dùng trong tiểu bang. Đây là một cái lối marketing, một cái lối tiếp thị mà của công ty Tesla trên toàn thế giới. Các sự kiện sắp tới và gây quỹ khắc phục thảm họa ở Texas và người tham gia có quyền viết cái cảm nghĩ của mình. Tesla Engagement Platform là một nền tảng mới với mục tiêu tạo lập một hệ thống cơ sở kỹ thuật cho tất cả các công việc của tập thể công ty Tesla và giúp các thành viên cộng đồng Tesla dễ dàng tiếp xúc với những điều được quan tâm hàng đầu, thực hiện hành động có ý nghĩa và luôn cập nhật thông tin. Mạng xã hội này được xem như một nỗ lực để khai thác từ những người ủng hộ công ty bằng cách tập trung một số hoạt động họ từng làm trước đây. Thí dụ những người sở hữu xe Tesla tại thung lũng Silicon đã huy động được đến 10.000 đô la để hỗ trợ cho cộng đồng ở Del Valle, tiểu bang Texas, gần với khu vực nhà máy mới mà công ty đang xây dựng. Quý vị biết rằng là Tesla bây giờ có từ Hawthorne, California đã qua bên gọi là Valle del Valle ở bên Texas với công ty SpaceX với những cái dàn phóng lên vũ trụ. Nền tảng tương đối mới còn hứa hẹn giúp người dùng phản hồi trực tiếp với nhóm chính sách của công ty. Nó cũng giúp người dùng dễ dàng trở thành viên của các câu lạc bộ địa phương và biết được các sự kiện sắp tới. Hơn nữa, nó cũng có hệ thống bình luận để người dùng chia sẻ các ý tưởng cải thiện cho công ty. Người dùng nền tảng có thể nhận xét về các bài đăng về ấn, những gì người khác viết nếu mình thích, like. Họ cũng có thể theo dõi các tài khoản cá nhân để cập nhật nhận xét của người dùng khác. Bản thông báo của Tesla vẫn phục vụ mục đích cho đến nay, nhưng một thông báo cho biết rằng các diễn đàn sẽ chuyển sang chế độ chỉ đọc bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 tới đây để tiếp tục cuộc trò chuyện với cộng đồng Tesla. Đồng thời, Tesla cũng đang đóng cửa các diễn đàn đã có lâu năm trên trang web của mình, mặc dù hiện nay có rất nhiều diễn đàn liên quan đến Tesla trên Internet. Nhưng bản tin riêng của Tesla là một trong những nơi đầu tiên công ty để những người mua quan tâm cũng như thảo luận về mọi khía cạnh tốt xấu của sản phẩm công ty. Do các bài đăng này không được kiểm duyệt nên dẫn đến các vấn đề spam,
Tuy vậy, một số người vẫn muốn giữ lại các diễn đàn. Đây là một sự thành công của Tesla mới và là thất bại của Mark Zuckerberg, Facebook hay là của Twitter, vân vân. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa cũng do ông Thế mới chuyển cho tôi. Đó là vấn đề Facebook đã phải trả 650 triệu đô la tiền phạt vì vi phạm quyền riêng tư. Quý vị nhớ rằng theo hiến pháp của Hoa Kỳ, privacy, quyền riêng tư được tôn trọng tuyệt đối. Hoa Kỳ là một quốc gia tư bản, trong đó mọi người đều được tôn trọng, mọi người đều được có quyền sở hữu riêng tư. Khác hẳn với vô sản, cộng sản, chỉ có tập thể mà đó là đảng cộng sản. Cho nên nó hiếp đáp, nó bóc lột và nó giết người dân. Vì thế cho nên giờ này các quốc gia cộng sản sợ, họ không dám nhận họ là communist nữa. Cộng sản Việt Nam vẫn không dám dùng chữ communist Việt Nam nữa. Cộng sản Tàu cũng không dám dùng chữ Chinese communist nữa. Vì đấy là một cái đảng giết người, một đảng cướp, mafia. Người ta nguyền rủa và thù ghét. Cho nên chúng lấu cá. Tàu Cộng, nó gọi nó là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Để quý vị thấy chưa? Nó chống tư bản, nhưng mà nó vẫn mượn chữ tư bản là Cộng hòa để nó sống. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mà trong đó quý vị thấy có cái gì là Cộng hòa Nhân dân đâu. Đáng lẽ nó phải nói rằng Cộng sản Tàu, Chinese Communist, chứ nó không dám dùng cái chữ tư bản đâu. Mà đây nó vẫn dùng xin lỗi quý vị, Cộng sản Việt Nam nó không dùng chữ Cộng sản Việt Nam. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do hạnh phúc, đó là cái điều điếm lưu manh, nó lừa dân. Người dân Việt Nam trong suốt 70 năm nay có độc lập không? Có tự do không? Và có hạnh phúc không? Mà chỉ có một lũ cán ngố, nó chia nhau cái quyền lợi của dân chúng, quyền lợi của quốc gia, và nó bán đất nước của tổ tiên cho Tàu Cộng, cho các quốc gia trên thế giới. Một thẩm phán Liên bang Mỹ đã chấp thuận việc Facebook phải trả tiền phạt 650 triệu đô la để giải quyết vụ kiện tập thể liên quan đến quyền riêng tư giữa Facebook và 1 triệu 600 nghìn người dùng. Phán quyết trên được đưa ra bởi thẩm phán James Donato của Tòa án miền Bắc Cali. Theo đó, khoảng 1 triệu 600 ngàn người dùng Facebook khác sẽ được bồi thường ít nhất 345 đô la. Sau khi Facebook bị cáo buộc sử dụng tính năng gắn thẻ ảnh khuôn mặt và dữ liệu sinh trắc học khác mà không được sự đồng ý của người dùng. Thẩm phán Donato cho biết thỏa thuận này là một kết quả mang tính bước ngoặt và là một chiến thắng lớn cho người tiêu dùng trong lĩnh vực quyền riêng tư về kỹ thuật số đang tranh cãi gay gắt. Đó. Vụ kiện này bắt đầu được đệ trình tại tiểu bang Illinois từ năm 2015. Facebook đã đồng ý đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá 550 triệu đô la vào tháng 1 năm 2020. Và sau đó đồng ý tăng khoản bồi thường lên đến 650 triệu đô la theo yêu cầu của thẩm phán Donato. Vì ông cho rằng khoản tiền 550 triệu chưa đủ do xuất hiện yếu tố Facebook đã vi phạm luật pháp của tiểu bang Illinois mà không được sự đồng ý của người sử dụng. Theo thỏa thuận dàn xếp, Facebook sẽ đặt chế độ tùy chọn nhận dạng khuôn mặt mặc định của người dùng. Quý vị thấy chưa? Đây là một cái lối Tàu Cộng. Bây giờ ở bên Tàu Cộng, bất cứ việc gì nó đều kiểm soát dân chúng bằng khuôn mặt. Cho nên nó mới lập ra là social credit, tức là tín dụng xã hội. Những người dân nào mà chống là nó biết liền. Để nó kiểm soát con người. Và Facebook này đi vào đường lối nó, bị ở Mỹ phạt ngay 650 triệu đô la. Đó là một thành công lớn của đất nước Hoa Kỳ. Cho nên Cộng sản đừng bao giờ có một cái giấc mơ là có thể đồng hóa nước Mỹ thành xã hội chủ nghĩa. Bởi vì dân Mỹ là một dân tộc, nó đã hưởng cái nền tự do 245 năm này rồi. Đạo luật bảo mật của Illinois cũng ảnh hưởng đến các công ty. Và vì thế cho nên Facebook đã thất bại, cũng như trước đó TikTok
cũng bị cáo buộc lấy chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng. Vào hôm 24 tháng 2 vừa qua, TikTok đã đạt được thỏa hiệp với tòa án đền 92 triệu đô la. Phía TikTok cho biết mặc dù công ty phủ nhận tuyên bố trong vụ kiện nhưng muốn giải quyết càng sớm càng tốt. Để quý vị thấy, sơ sơ giữa Facebook 650 triệu đô la cộng với TikTok 92 triệu là gần 750 triệu đô la với một quốc gia mà tôn trọng đời sống riêng tư của con người. Chúng tôi cảm ơn ông Thế đã chuyển những cái bản tin rất hay. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến vấn đề Andrew Cuomo. Năm nay là năm sau quả đại chiếu. Andrew Cuomo đã bị vấn đề tố là giết những người già trong các cái trung tâm dưỡng lão trong cái mùa dịch cúm vừa qua. Rồi Andrew Cuomo lại bị tố về vấn đề tham nhũng mua hàng của tàu để mà chuyển tiền và rửa tiền. Andrew Cuomo tuần vừa rồi lại bị thêm 4 người đàn bà tố xâm phạm tình dục. Ngày hôm qua Andrew Cuomo đã có cuộc họp báo tuyên bố: tôi không chấp nhận những cái lời tố cáo đó, nhưng tôi xin lỗi về những cái hành vi vô ý của tôi nếu có đối với các vị phụ nữ đó, nhưng mà tôi không từ chức. Quý vị thấy đúng là một tay mồm loa mép dài. Nó không công nhận những cái lời tố cáo nhưng nó lại xin lỗi. Nó bảo nó có những cái lỗi vô tình để mà làm cho người khác hiểu lầm thì nó xin lỗi về cái chuyện đó, chứ nó không nhận cái đó là một cách lợi dụng tình dục. Người thì tố nó là cái cô nhân viên 25 tuổi bị nó hỏi: cô có bao giờ làm tình với người lớn tuổi chưa? Rồi các cái cô khác thì nó sờ soạn xong rồi nó nói rằng nó là một người rất thích những cái mẫu người như cô. Đấy là cái lối sàm sỡ, lợi dụng, tấn công tình dục. Nếu như cô kia bỏ tôi thích những người già là nó rủ đi. Rồi trước đám đông nó còn rủ trên phi cơ. Chúng ta chơi cái trò đánh bạc mà ai thua người đó phải thoát y. Với những cái lối ăn nó nham nhở của một cái tên mồm la mép giải Andrew Cuomo, hôm nay thì tên này lại bị một cái tội nặng. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.